Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm 2006. Và chúng ta đang ở tại giảng đường với chùa Xá Lợi. Có một điều đáng chú ý ở đây là điều gì các vị thấy không? 2006 rồi. Cứ một năm đi qua là chúng ta mất một năm của đời sống. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh Pháp Cú thứ 78. Bài này có cái tên là Những Người Bạn Đạo. Các vị quen với cái điều này quá chừng ha. Bài này rất là hay. Bốn câu như thế này: chớ thân với bạn ác, chớ thân với tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Có nơi thì họ dịch cái chữ này là hãy thân người quân tử, nhưng mà cái từ này nó hạn chế hơn là bậc thượng nhân. Quân tử là nó mang cái tính chất của luân lý nho giáo nhiều hơn, cho nên chúng ta theo cái bản dịch bậc thượng nhân thì nó thuần cái nghĩa của đạo lý hơn. Thượng nhân cái nghĩa bình thường đó là người có trí và có đức, có tấm lòng hy sinh rất là lớn, có lòng thương mênh mông. Cái nghĩa cao là thượng nhân là tên khác của một vị Bồ Tát. Thượng nhân, thượng sĩ, đại sĩ đó là biệt danh của Bồ Tát. Ba cái từ này là tên khác của Bồ Tát. Bốn câu kinh Pháp Cú này đã có một cái khởi nhân như thế này. Các vị còn nhớ Đức Thế Tôn khi xuất gia có một người đi theo bên lưng ngựa là ai? Sa Nạc. Sa Nạc là gì? Tức là người đánh ngựa cho Đức Thế Tôn. Và khi Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ lần đầu, Sa Nạc phát tâm đi tu. Và khi ông xuất gia rồi thì dĩ nhiên là trong tăng đoàn rất là kính trọng. Và ông cũng lớn tuổi cho nên họ tỳ kheo sống phải gọi là trưởng lão Sa Nạc. Và đặc biệt là ông ỷ lại cái thế Đức Thế Tôn cho nên ông khinh thường các vị đệ tử khác. Rất là các vị đệ tử thượng túc của Đức Phật như Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Trong tăng chúng mà ai nói là Ngài Xá Lợi Phất là đại trí, Mục Kiền Liên là bậc tôn giả, có thần thông đệ nhất, thì ông biểu môi khinh thường và ông chuyên nói xấu hai vị này đệ tử đó. Và chuyện này nó thấu tai Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn kêu ông rầy ba lần, nhưng mà rồi chứng nào tận nấy, ông vẫn cứ nói xấu các vị đệ tử lớn của Đức Phật. Và ông nghĩ ông là người thân cận Đức Thế Tôn, cho nên cái tâm thức đó nó khó loại trừ vô cùng. Và lần thứ ba Thế Tôn mới gì nói với A Nan, nói ta nghĩ là sau khi ta niết bàn thì các thầy có thể rầy được Sa Nạc, giúp cho Sa Nạc chứng được đạo. Và quả nhiên như thế, khi Đức Thế Tôn niết bàn xong rồi thì trưởng lão Xá Lợi Phất và các hội đồng tỳ kheo lớn mới kêu Sa Nạc tới làm cái lễ mặt tẩn. Mặt tẩn có nghĩa là không thèm chơi nữa. Mặt tẩn tức là trong đời có cái từ gì nè, mặt tẩn nó là cô lập. Cô lập có nghĩa là người đó sống ở trong nhà mình, sống với mình, nhưng mà mình coi người đó như đã chết, không có cái khổ đau nào lớn như thế cả. Trong đời sống gia đình mà khi các vị gặp cái trường hợp người kia rất ư là khó thương, các vị dùng cái pháp mặt tẩn của nhà Phật thì người ta chịu không nổi. Không cần đuổi, không cần gây gỗ, chỉ cần mình bất hợp tác thì tức khắc là người kia sống bằng thừa, rõ ràng là rất là khổ. Cho nên khi A Nan tuyên bố là đại hội tỳ kheo mặt tẩn trưởng lão Sa Nạc, ông rất là khổ sở. Cái ông nghĩ là mình lâu nay hầu cận Đức Thế Tôn, là người đã từng đánh xe Đức Thế Tôn thở bé thơ, là bạn với Đức Thế Tôn lúc Thế Tôn còn nhỏ, rồi đi bốn cửa thành để đối diện với sanh lão bệnh tử và giác ngộ thì cũng trong của mình.
Ấy thế mà Đức Thế Tôn vừa niết bàn cái quý thầy ăn hiếp mình, ông buồn khổ quá, ông ra ngoài góc núi ông tọa thiền một mình, thế lậu nghiệp phiền não lâu đời nó dứt sạch, chứng được thánh quả. Và đây là bốn câu pháp cú mà Đức Phật nói trong trường hợp dạy ngài Sa Nặc như vậy. Và từ câu chuyện xưa trong kinh văn pháp cú, các vị còn nhớ một câu chuyện rất hay ở trong truyện cổ, chứ không phải truyện cổ Phật giáo, trong truyện cổ thôi. Đó là một hôm Lạng Tương Như đi vào chầu vua, có anh lính hầu anh vác gươm theo xe để hầu Lạng Tương Như. Tương Như là tướng quốc, cái chị vợ khi chồng mình vác giáo theo hầu quan là chỉ đứng trên lầu chỉ nhìn chồng mình, chỉ nhìn thấy ảnh đi hầu quan xong anh về cái chỉ đem áo quần ra chỉ xếp trong vali cái chỉ nói tôi nay được thôi ông. Cái anh chồng rất ngạc nhiên, cái gì hồi sáng đi thì cười tủm tỉm tiễn mình có vẻ tình tứ quá mà giờ đâu có gây nên tội vạ gì, mới vừa đi hầu quan trở về thì chỉ nói chỉ thôi mình một cách ngon lành. Anh nói gì, lý do gì tự nhiên thôi vậy? Chỉ nói tôi thấy ông không xứng đáng là chồng tôi cho nên tôi thôi. Nói tại sao không xứng đáng? Nói tôi thấy Lạng Tương Như làm quan quốc, tướng quốc của triều đình, thân cao có một thứ năm thôi, còn ông thì khôi vĩ, tay chân nở nang, đứng cao Lạng Tương Như cái đầu, giác gương theo hầu người ta, chứ phải ông là cái thứ gì đâu mà ông ngên ngang tưởng chừng như ông là trời không bằng. Còn ông kia ngồi trên xe dáng đi rất là khiêm tốn, rất là dễ thương, con người làm quan nhất phẩm triều đình, thông minh là thế, tài trí là thế, dũng lược là thế, mà người ta ra đường người ta có cái phong cách rất là khiêm tốn. Còn ông là cái tên giác giáo theo hầu xe chứ có phải là cái gì quan trọng mà ông ra đường ưỡn ngực ông ngân ngang thế này, cho nên tôi nghĩ ông không xứng đáng, cho nên tôi thôi ông. Cái ông chồng cũng nghe ông biết lỗi. Cái hay của con người là nghe nhận lỗi, ông nghe nói thôi được, lời của bà nói rất là hợp lý, bà quả là người bạn tốt của tôi, giúp tôi hứa là từ đây về sau tôi có phong cách đàng hoàng lại. Chứ hôm sau ông ta cũng giác giáo đi hầu quan, nhưng mà lần này phong cách nó khiêm tốn hơn, dễ thương hơn. Lạng Tương Như rất là ngạc nhiên, hỏi chứ nè, anh nói cho tôi nghe tại sao hôm nay anh có cái thái độ dễ thương như vậy. Anh nói thú thật với ngài, vợ tôi nó mới vừa dạy tôi đó. Quan hỏi chứ dạy sao, anh thuật lại mọi chuyện y như thế. Thì Lạng Tương Như mới mời cái người đàn bà kia tới và phong cho chị ta chức tước, tặng chức tước quan trong chồng. Đó là cái chuyện mà từ cái câu chuyện ở trong pháp cú ta liên hệ đến một câu chuyện rất là hay. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị là ta có thể định nghĩa tình bạn nó rất là quan trọng trong đời sống con người. Cái điều thứ nhất mình đi vào cái bài kinh này nữa là thế này, đó là những người bạn trong đời sống của ta. Cái điều đầu tiên thưa đại chúng là xin các vị lưu ý là không ai đơn độc trong cuộc sống cả. Tại sao? Cái căn bản của hình hài này nó vốn không đơn độc rồi, nó là do cái sự tập hợp của nhiều nhân duyên để hình thành. Rồi cái sự có mặt của hành tinh này nó cũng không đơn độc một mình mà nó có mặt. Ví dụ như mình gọi đất này thuần đất ư? Thưa không. Nếu không có lửa ở dưới mặt đất thì không có thể tồn tại hành tinh này. Cho nên mọi vật, mọi hiện tượng có mặt trong cuộc đời nó được cấu thành bằng nhiều cái hợp thể, nhiều cái nhân duyên. Do vậy không hề có một người nào sống trên cuộc đời mà đơn độc hết. Ví dụ như anh cô độc một thân một mình đã đúng chưa? Thưa không, cái ăn, cái mặc, cái trí tuệ, cái tri thức anh phải nương tựa vào mọi người để tồn tại. Cho nên tất cả người là bạn của anh là bạn của mọi người. Từ cái điều này ta có thể định nghĩa không sợ sai lầm rằng mọi người đều là bạn của nhau. Hoặc
xa hoặc gần, hoặc có ân nhiều hoặc có ân ít với ta mà thôi. Chưa hề có một con người nào đơn độc cả, chưa hề có một con người nào đứng một mình mà tồn tại cả. Đó là điều thứ nhất ta ghi nhận như vậy. Đó là mình nói chuyện vòng quanh đất xa. Rồi các vị có thể nhìn lại trong cái từ ngữ bạn, các vị thấy nó thể hiện rất là nhiều trong cái cuộc sống ta. Ví dụ như cái gần nhất là bạn đồng song, tức là gần tuổi tác với nhau, cùng làm quan một triều, người ta gọi là bạn đồng liêu, có phải vậy không? Rồi chúng ta là người Việt với nhau, có mặt trên cái vùng đất này, gọi là bạn đồng hương. Người 70 tuổi mà cái tâm tình họ có những cái đam mê và nó cùng một cung điệu, một cung bậc với người 20 tuổi, và hai người họ chơi với nhau như anh em thì ta gọi nó là bạn gì? Bạn phong niên. Tức là cùng kết bạn với nhau qua tâm tình, qua ý chí mà không hề biết đến tuổi tác của nhau làm gì. Tuy bên ngoài họ như ông cháu nhưng bên trong họ là người bạn. Rồi cái người bạn gần gũi nhất các vị thường gọi là bạn gì? Bạn đời, bạn đường, có phải không? Tức là người thân của mình, vợ của mình, bạn chồng của mình. Rồi thưa đại chúng, con của mình cũng là người bạn nữa. Và bây giờ các vị nên nhớ là cái đường lối giáo dục. Tôi nói một chút về cái lĩnh vực này để các vị thấy nó quan trọng. Ví dụ như cái nền giáo dục của Đông Phương thì nó mang cái tính chất của quân chủ rất là nặng, cho nên cái sự cách biệt giữa thầy và học trò một quãng rất là xa. Và cái điều này có khi nó không phải thành công lắm. Nó tạo nên tâm thức của những người học trò rất là sợ sệt thầy giáo. Trong khi đó thì cái nền giáo dục Tây Phương, thưa các vị, thì thầy giáo và học trò, cô giáo và học trò rất là gần nhau, như anh em mà thôi. Và tôi có biết có nhiều Phật tử ở Việt Nam, họ thương con quá, họ thấy cái môn học của con rất yếu, họ muốn giúp đỡ con. Họ giúp bằng cách nào? Thưa, họ vô trường, họ ngồi trong lớp và học với con để họ có thể dạy lại cho con. Và có những gia đình cái khoảng cách của cha và con không có xa lắm, họ dạy con rất là nhẹ nhàng, họ coi con là em của họ. Đó là mình nói chuyện trong nhân gian, trong đạo. Các vị tưởng là những người đệ tử Đức Phật, đệ tử của Phật và Đức Phật cách nhau quãng xa, thưa không? Cái từ gần gũi chúng ta dễ nhận biết trong cái ngôn ngữ bạn bè, đó là đệ tử Đức Phật vừa là con, vừa là em, phải không ạ? Đệ là em, tử là con, cho nên ta là con của Đức Thế Tôn nhưng ta cũng là em của Đức Thế Tôn nữa. Thế thì trong cái phạm vi giáo dục từ thế gian của những xã hội phát triển cho tới tâm đạo, cái thế giới của những bậc minh triết, người ta đều đi cái con đường, thưa các vị, là càng ngày càng rút dần khoảng cách. Những cái bậc thầy mà lớn và tuyệt vời, thưa các vị, giống như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có sự gần gũi rất là từ bi đối với những người thính chúng thế này. Ví dụ như ông đi vô một cái giảng đường lớn chừng 10.000 người, ông đi ngang qua thế này, ông gặp bất cứ vị thầy tu nào là ông lại ông cụng đầu một cái, thân tình là thế. Và điều này nó nói cho chúng ta biết là, thưa các vị, khi tâm thức mình được nâng lên đến một độ cao nào đó thì mình không cần phải sơn phết, phải màu mè, phải tạo cho mình một khoảng cách để người ta sợ sợ gì cả. Mà những vị thầy càng lớn có khi họ rất là gần với những người đệ tử. Cái cách dạy của họ nhẹ nhàng, lời của họ trong sáng, và không có cầu kỳ, không có cách biệt, và không có tạo cái thế để người ta sợ sợ gì cả. Đó là cái hướng giáo dục rất là minh triết từ ngày xưa. Ngay cả Đức Thế Tôn ngày xưa cũng thế, Ngài dạy những người học trò của Ngài như Xá Lợi Phất, như một kiền liên. Thưa các vị, những vị đó vừa học trò cũng vừa là những người bạn đóng góp những công trình trí tuệ để Đức Thế Tôn làm cho Đạo Phật phát triển cả một cái chiều dài trên lưu vực sông Hằng. Điều này
nó xác nhận cho chúng ta biết là không hề có một sinh vật nào đơn độc trong cuộc đời, từ thế giới vật chất đến cái loài động vật, đến loài người, từ ngàn sữa ngàn xưa cho đến loài người hiện tại, trong cái phạm vi tôn giáo từ ngày xưa cho tới bây giờ cũng đều như thế cả. Cho nên ta xác định một điều, tình bạn là cái điều rất là cần thiết cho con người. Cái thứ hai chúng ta đi vào đó là ai cũng là thầy ta cả, ai cũng là thầy là bạn cả. Ở đây câu kinh Pháp Cú nói nè: chớ thân với bạn ác, chớ thân với tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Có một điều mình hỏi lại thế này: mình làm sao phân biệt được ai là bạn ác, ai là tiểu nhân, ai là những người bạn lành, và ai là những người có thể yểm trợ mình để phát triển hệ thống tâm linh được? Làm sao phân biệt? Điều này có dễ không ạ? Làm sao khó được? Thưa đại chúng, là đầu tiên mình phải làm, đó là mình phải tạo cho mình có một phẩm chất trước, thì tức khắc mình có thể phân biệt được ai có thể là người mình học được điều hay nơi họ. Ta mà giỏi á, thì thưa đại chúng là từ trong một cái đống cát có những cái mặt vàng bé nhỏ, ta lọc lại ta làm được một lạng vàng. Con mắt ta mà tinh á, thì cũng là loại đá như nhau, nhưng mà ta có thể biết đá nào có khả năng là mài nó ra thành viên nhân cương. Cho nên để làm được công việc ai cũng là thầy là bạn của ta cả, ta phải làm được một việc là nâng đời sống ta lên trước. Tự bên trong ta có một cái phẩm chất hiền thiện là một, tự bên trong ta có một cái bản chất là muốn đưa đời sống mình lên cao, tức là muốn đẩy đời sống mình đến mức độ cạn, là đời sống tri thức mình lên cao nè, đời sống đạo đức mình lên cao nè, rồi đời sống tâm linh mình lên cao, thì tức khắc mình sẽ có con mắt chọn được những người bạn tốt, và nó giúp mình phát triển được trí tuệ, phát triển được đạo đức, phát triển được tâm linh. Cho nên cái yếu tố đầu tiên là yếu tố tự thân, có phải vậy không? Tự thân ta có phẩm chất trước, tự thân ta chưa có con mắt, tức là ta không có cái nhu yếu về đời sống phát triển tri thức, phát triển đạo đức, phát triển tâm linh, thì ta có đụng mặt những cái con người có khả năng tặng cho ta những cái quà tặng như vậy, ta cũng không thể chơi họ được, ta quay lưng thôi à. Tại sao? Cái nhu yếu của mình không phải nhu yếu như thế. Nhu yếu của mình là cái nhu yếu lừa dối nhau, nhu yếu của mình là cái nhu yếu nặng về đời sống vật chất, cái nhu yếu mình là cái nhu yếu bày tỏ nhiều chuyện thị phi trong tâm thức. Thế thì gặp những người mà họ lầm lì lì, họ chỉ biết làm một việc thiện thì ta không thể chơi được. Cho nên yếu tố ban đầu các vị phải tự làm cho tự thân các vị có phẩm chất của một người ham học ham tu trước, thì tự nhiên ta thanh lọc được tất cả những người, tất cả những người đến với ta. Đó là đầu tiên. Thứ hai nữa thưa các vị, tự các vị có phẩm chất trước, thì cho dù con người kia có cái phẩm chất gì đi nữa, ta cũng có thể sàng lọc được những cái điều tốt đẹp nơi người kia để ta, để ta phát triển họ, giúp họ, và ta thu thái lấy những cái tinh túy của họ để ta học. Đó là điều rất rõ ràng thôi. Cho nên khi các anh có phẩm chất tốt trong người, anh có thể chơi với mọi người ác mà anh không trở thành bị ô nhiễm. Tai của anh lành, anh không có bị vết đứt nào, anh có thể thọc vô độc dược không bị nhiễm. Tai anh có một vết trầy, thế thì anh thọc vô bất cứ chỗ nào có một chút ô uế, tức khắc anh bị nhiễm trùng ngay. Có phải vậy không? Cho nên cái phẩm chất tự thân rất là quan trọng. Ta hãy làm cho phẩm chất tự thân mình trước, rồi sau đó
tự cái điều đó nó thanh lọc. Đó là điều đầu tiên chúng ta nên nhớ và đi vào như vậy. Cái thứ hai thưa các vị là Khổng Tử ngày xưa có nói tam nhân hành tất hữu ngã sư. Ví dụ như có ba người cùng đi với ta thì tức khắc là trong đó sẽ có một người là thầy của ta. Tại vì thưa cô trí bất minh, tức là cái trí tuệ của anh dù tuyệt vời mấy nhưng mà chỉ có một mình anh thì không thể bằng được trí tuệ của nhiều người đóng góp. Trong đời sống gia đình bé nhỏ, thưa các vị, ta có thể làm được một điều rất giản dị là ta đóng góp cái phần mình cho những người chung quanh của gia đình để chuyển biến họ rất là dễ dàng. Tại vì ta có thể coi những người chung quanh ta là thầy, là bạn, ta học được những cái hay của họ và ta có thể tặng lại cái hay của mình cho chính họ. Đó là điều rất dễ làm và ai cũng làm được cả. Nếu bên trong ta có cái phẩm chất của tri thức là một, đạo đức là hai và đời sống tâm linh ta được nâng cao là ba, điều này chắc chắn là ai cũng làm được cả. Cái điều kế tiếp chúng ta đi vào nữa là thế này, là những cái đức tính cần thiết để làm một người bạn. Cái điều này tôi nghĩ có khi tôi dốt hơn các vị đó. Các vị là người ở đời, các vị có nhiều bạn thôi, bạn trong sở làm, bạn hàng xóm, rồi lúc đi chùa có bạn đạo, rồi những người bạn học hồi xưa, vân vân. Thế thì để có được cái tiêu chuẩn cần thiết được gọi là một người bạn thì cái yêu cầu đầu tiên là gì? Cái đích đầu tiên để làm một người bạn tốt, người xưa định nghĩa là quân tử chi giao đạm như thủy. Dĩ nhiên mình nói chuyện xưa một chút, tức là cái sự giao tình của những người tốt á, nó nhạt như nước, đúng không ạ? Ở mặt vật lý mà nhìn đó thì thưa đại chúng là đường ta không thể uống hoài được. Các vị không thể uống Coca-Cola ngày này qua ngày khác mà các vị sống được. Và nước thì các vị uống cả đời các vị sống được. Cái nhu cầu nước là nhu cầu cần thiết, nó đem lại sự sống mà người ta không bao giờ chán. Nhưng mà cái món mà ngọt thì thưa các vị không hề uống bền, và uống nhiều có thể đưa đến cái chết như chơi. Và cái giao tình của những người bạn thật tốt á, nó nhạt chứ không đậm, nó không có dồn dã, không ngọt ngào, không săn đón gì cả. Nó lạnh lạnh, có khi là thế ấy thế, nhưng mà có thể định nghĩa được đó là người tốt là khi mình cần, những lúc hoạn nạn, những lúc khó khăn hoặc những lúc mình cần sự giúp đỡ thì tức khắc có mặt người kia, ta gọi đó là những người bạn tốt. Tô Đông Pha về triều đình làm quan, dẫn vợ đi theo, cái bà vợ ông cưới ở nhà quê. Và Tô Đông Pha vốn dĩ là một người có cái tâm hồn thơ rất là nhạy cảm, và ông rất là dồn dã với bạn bè. Và về tới Khai Phong phủ á, thì nhiều người bạn nghe tài tới thăm, ông hỉ hả nói cười rất là vui. Và cái người vợ nhà quê kia thì mỗi lần chồng tiếp khách á, chị hay đứng ở sau chị nghe lén. Tới chừng ông khách kia về thì bà vợ mới đưa ý kiến đó nè: cái người bạn nó rất là vồn vã với ông, ngọt ngào với ông, đón biết được cái ý của ông muốn gì thì người kia vội vàng cung cấp, giúp đỡ. Tôi nghĩ người đó không phải là bạn tốt, ông phải cẩn thận. Rồi có người tới, họ ngồi mặc nhiên không nói gì, lâu lâu họ điểm một câu, và những cái điều Tô Đông Pha nhờ vả thì người kia rất ngần ngừ không dám hứa. Thì bà vợ nói người đó có thể là người tốt. Tại vì trước khi hứa một lời họ rất là cẩn trọng, họ không dám vì vui, vì hào hứng mà hứa,
muốn hứa bất cứ một điều gì, họ đều suy đi nghĩ lại đâu qua lần, cho nên người đó có thể là bạn tốt. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là ta hãy nhìn lại trong quá khứ những cái tình cảm của các vị gửi gắm cho bạn bè. Các vị nhận diện được điều này không phải khó, đó là bước đầu ta đi vào để nhận định một số đức tính cần thiết của những người bạn trong đời. Tôi chưa nói bạn trong đạo, trong đời thôi. Và dĩ nhiên cái đức tính cần thiết để chúng ta có thể thân tình với họ, học được họ, hoặc là mình giúp được họ, cái điều căn bản đầu tiên là cái sự chân thật của một con người. Cái này rất là cần. Tại sao cần? Thưa đại chúng, là các vị thử nhìn coi, đối với người họ thật thà thì ta thương, hay đối với người không thật thà ta thương? Dĩ nhiên ai cũng thế. Người đó họ ăn một chén nói một lời, cái điều gì họ biết họ nói họ biết, điều gì họ không biết họ nói họ không biết. Họ không hề khoe mẽ, họ không hề nói theo ngôn ngữ bây giờ, họ không hề nổ. Nghĩa là có chi thì họ nói vậy, họ nghèo họ nói họ nghèo, họ ít học họ nói họ ít học, họ phiền não trong lòng họ nói họ phiền não trong lòng, họ đang có khổ đau họ nói họ đang khổ đau. Thế thì người đó rất là dễ thương, cho dù họ là người có địa vị rất thấp, điều kiện vật chất họ rất thấp, ta cũng thương được. Ta chia sẻ những cái điều mình có giúp họ, tri kiến họ không có, tri thức họ không có, ta có thể giúp đỡ họ. Nhưng mà với người tự thân họ không có gì hết mà họ nổ còn hơn là đại bác nổ, thế thì ta không thể thương họ được. Ta muốn giúp họ không thể giúp được, điều đó rất là rõ ràng. Và thông thường cái quy luật rất ngược trên trần gian là thế này: ta thích khoe những cái ta không có. Và các vị để ý chung quanh đều mắc phải cái bệnh này. Cái gì mình không có mình thích khoe, mình nghèo mình muốn chứng minh mình giàu, ví dụ như thế. Và có vô vàn cái tính tiêu cực nó có mặt trong đây. Và thường thường khi mà chúng ta tu hành, ta có một chút ít về đời sống tâm lý thì ta nghe người kia nói hai câu ta biết ngay, biết là tâm thức của người đó ra sao, tri thức người đó ra sao, đời sống tu hành người đó ra sao, ta biết ngay. Người dốt thì hay khoe mình là có trí, người nghèo thì thích nói mình giàu, vân vân. Vạn điều tiêu cực nó có mặt khi không có cái đức chân thật bên trong. Và thưa, nếu mà không có cái đức chân thật bên trong thì thưa các vị, ta có thể chơi với người này rất vồn vã lúc ban đầu, nhưng mà tháng sau là người kia sợ ta mất, chắc chắn là như thế, không thể bền bỉ được. Cho nên cái yếu tố đầu tiên để làm một người bạn cho người, hoặc để người làm bạn cho mình, cái điều này rất là căn bản. Cái thứ hai là cái sự tương kính lẫn nhau. Tương kính là gì? Tức là thưa, dù mình thân tình, thật là thân tình, nhưng mình hãy dành một cái khoảng cách sự kính trọng của mình đối với người kia. Không nên đường đột xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của người bạn mình. Ví dụ như những người bạn đó là những người bạn đạo ở xa, cũng như thế. Nhưng mà cái người gần với mình nhất là người bạn đời của mình, có nên sử dụng cái điều này trong đó hay không? Thưa cần lắm đó. Cái sự kính trọng lẫn nhau bao giờ nó cũng cần, để cho cái cuộc sống của mình và người bạn hôn phối của mình có thể đi hết được cái con đường trần. Ta thiếu sự kính trọng lẫn nhau, thưa các vị, Nó không phải gây đổ vỡ cái ầm liền, mà nó gây đổ vỡ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Cái lời nói mình xúc phạm, mình làm tổn thương người kia, Có khi nó chưa gây đổ vỡ liền, nhưng mà nó làm một ít thương tích trong tâm hồn người kia. Và cứ một ngày mình rót một chút, mỗi ngày mình bầm một chút, mỗi ngày mình khoét một chút, thưa, tới chừng nó đổ cái ầm, ta không có kéo lại được. Cho nên cái sự tương kính rất là cần thiết đối với những người bạn bên ngoài rất xa, đối với những người bạn thân, mà đối với người bạn đời của chúng ta cũng thế. Điều này rất là cần. Và đối với con em chúng ta cũng thế. Ví dụ như con em của chúng ta trên nước Mỹ này, nó khác với văn hóa Việt Nam vô cùng. Đời sống riêng tư của nó có khi mình không dám xúc phạm, mà không dám đụng mà.
18 tuổi trở xuống mình có quyền, nhưng mà nó trên 18 tuổi, tôi không biết có phải 18 hay là dưới 18 thì tôi không rành lắm. Trên 18 tuổi là mình không được quyền đụng chạm vào đời sống riêng tư của nó. Nó kết bạn, kết bè, vân vân. Nói như thế không có nghĩa là ta không có cái cách để hướng dẫn lèo lái con mình đi vào con đường đẹp. Ta có cách của ta, nhưng mà cái cách đó nó được đặt trên cái căn bản là sự chân thật thương yêu, đặt trên cái sự căn bản là mình có một cái niềm kính trọng, biết quý trọng, lắng nghe cái ý kiến của nó nữa. Điều này rất là cần thiết. Đôi khi mình bạn bè nhau cái mình dễ lời. Trong thế giới của các ông, tôi nghĩ không biết có phạm phải chuyện này không, chứ trong thế giới của các cô thì tôi nghĩ cái điều này chúng ta phải rất là cẩn thận. Có những người Phật tử lâu lâu gọi điện thoại đến để liên hệ với tôi về chuyện đi lại. Họ hỏi: thưa thầy, con có thể nói chuyện với thầy 5 phút được không? Tôi cười cười nói: tôi thì cả ngày gì như không có bận rộn. Bạn hữu muốn hỏi gì cứ hỏi. Nói: không, con chỉ hỏi chuyện thứ nhất là chuyện nào thầy đi, rồi chuyện nào thầy về, chủ nhật này con có đón thầy không. Và sau đó 5-3 câu thì chuyện con xong rồi đó. Bây giờ con có một câu hỏi thầy, câu vấn nạn về đạo lý. Thì tôi thấy những anh này quá ư là cẩn thận. Nghĩa là cái thân tình giữa mình với các tờ hữu đó rõ ràng là nó rất là đậm. Ấy thế mà họ vẫn rất là cẩn thận. Trước khi họ muốn nói chuyện, họ hỏi: thầy có rảnh cho con được 5 phút hay không? Điều này thưa các vị nó rất là cần thiết cho mọi người. Các vị nên biết cái điện thoại ta có quyền sử dụng nó như một phương tiện để nối lại cái sự truyền thông, và có thể thiết lập giao tình rất là dễ dàng qua cái điện thoại. Nhưng mà cái điện thoại cũng rất là vô duyên. Ví dụ như gia đình người ta đang rầy nhau, gia đình ta đang có chuyện lục đục, cứ tự nhiên mình gọi điện thoại tới và mình không cần biết mô tê gì cả, không cần biết là họ đang bận biểu vô vàng khách khứa trong nhà, mình cứ dẻo đeo mình nói hết chuyện nọ tới chuyện kia. Đó là điều thứ nhất ta phải lưu ý. Điều thứ hai, thưa các vị, có khi mình ưng gọi lúc nào mình gọi. 10 giờ mình cũng gọi, 11 giờ đêm mình cũng gọi, 5 giờ sáng mình cũng gọi. Thưa các vị, không có gì vô duyên bằng cái cách sử dụng điện thoại mà không kính trọng nhau như thế. Cho nên cái điều này tuy nó rất nhỏ nhặt nhưng mà chúng ta hãy khéo lưu ý. Bằng không thì nó là một loại đục khoét tình cảm bạn đạo với nhau, đục khoét cái tình cảm của người đời với nhau. Cho nên cái điều thứ hai rất là quan trọng là cái sự kính trọng lẫn nhau. Ta luôn nhớ như vậy. Đối với bạn, đối với người thân, đối với con em trong nhà, đối với những đứa cháu cũng thế. Mình muốn dạy nó lễ phép, không có gì tuyệt vời bằng là nó có lễ độ với mình, mình cũng xử sự một cách lễ độ với nó, là cái cách mình dạy lễ phép cho con cháu mình. Cái thứ ba trong yếu tố cần thiết để làm một người bạn, đó là cái sự hy sinh. Hy sinh nghĩa là gì? Thưa các cạn nhắc của nghĩa hy sinh, nó không có đòi hỏi gì nhiều lắm. Mà trong cái giao tình giữa mình với người, mình đừng đặt cái lợi của mình vào trong đó. Mình hãy đặt cái sự thiệt thòi của mình có mặt khi mình chơi với bằng hữu, chơi với bất cứ ai, thì tức khắc là cái giao tình này nó sẽ rất là bền, rất là đẹp. Và mình đừng nghĩ là cái sự hy sinh của mình nó thiệt thòi. Thưa không, không hề có cái sự hy sinh nào mà thiệt thòi cả. Các vị thua thiệt về cái lĩnh vực vật chất một chút xíu, nhưng mà các vị sẽ có lời lại về tâm thức của các vị mở rộng, lòng thương yêu của các vị mênh mang. Cho nên hy sinh ở mức độ cạn thì ta thành đạt được là giữ được cái tình bạn đẹp đẽ. Ở mức độ sâu là mình làm cho đời sống tâm linh của mình càng ngày càng giàu có hơn. Đó là cái căn bản của đức hy sinh. Cái thứ tư thưa các vị rất là cần, đó là thương yêu và yểm trợ. Cái căn bản của giao tình mình đặt ở trên cái chỗ này. Mình thương nhau và mình tận tụy yểm trợ những cái lúc cần thiết. Và điều này mình hãy coi chừng thế nào ạ?
tâm thức mình nó có cái kỳ lạ là nó lừa gạt mình lắm. Mình nghĩ là mình làm việc đó vì thương người, mình làm việc kia vì giúp người, mà coi chừng có khi mình bị gạt, bị chính mình gạt mình chứ không ai cả. Chính mình gạt mình là sao? Thầm thầm bên trong đó là cái ý lợi dụng của mình, chứ thực tế mình không có thương gì người kia cả. Mình hãy coi chừng. Và điều này, thưa các vị, cái sự lừa gạt bên ngoài thì ta nhận biết dễ, nhưng mà lừa gạt của chính mình nhận biết rất là khó. Cho nên yếu tố thứ tư này rất là quan trọng. Và người xưa có khi cái lòng thương yêu rất là lớn, cho nên họ có những cái việc làm giống như rất là nghịch, giống như tình bạn của Lưu Bình Dương Lễ. Các vị nhớ Lưu Bình Dương Lễ, cái tuồng cải lương này ai chẳng biết. Coi chừng ở đây các vị cũng học thuộc nữa là khác. Và đó là một trong muôn vàn cái trường hợp mà tôi tưởng ở đây để các vị cảm nhận một điều là, thưa đại chúng, cái gì mà nó có cái yếu tố thương yêu, giúp đỡ và sự tận tâm của mình đi vào, thì cái đó nó làm đẹp cuộc đời mình trước cái đã, rồi nó mới làm đẹp cuộc đời người bên cạnh sau. Cái sự hy sinh, cái điều đầu tiên, cái quà tặng nó trả lại là nó trả lại cho mình trước. Mình dâng hiến cái điều gì cho người kia thì cái quà tặng nó đến lại với mình trước, rõ ràng là như vậy. Và cái yếu tố thứ năm đó là cái sự bền bỉ thủy chung, đầu cũng như cuối. Tức là đã có nợ nần với nhau, đã có duyên với nhau, cùng ngồi chung một chiếu, cùng uống một cốc trà, thế thì mình đừng có vì lý do gì mà mai kia quay lưng lại, không nhìn nhau, rồi bươi xấu nhau, chửi bới nhau, nói những cái điều thâm tệ về nhau. Điều đó ta nên tránh. Hãy có một cái sự thủy chung trước sau như một. Và cái trường hợp mình nêu lên ở đây là thế này, đó là có những lúc mình rất là vụng về, mình cũng có thể chơi thân với vài người, hoặc là vài người hãy đến là chơi thân với mình, và khi phát giác ra là tâm hành của người kia rất là tiêu cực và mình thiệt thòi rất là nhiều. Một, chơi với bạn là mình học được những điều hay. Hai, là mình dạy được những điều hay cho họ. Hai điều này nó phải có mặt thôi. Một là tôi học từ anh, tôi giúp đỡ anh. Hai là tôi có thể dạy được anh, tôi giúp đỡ được anh. Hai cái điều này nó có mặt thì nó tồn tại cái tình bằng hữu lâu dài. Hai cái này không có mặt, cứ mỗi ngày anh rưới nọc độc vào tôi, anh làm cho tôi phiền não khổ đau, thế thì chắc chắn là cái chuyện thủy chung này rất là khó giữ gìn. Và cái trường hợp mình nói đây là gặp những cái trường hợp tiêu cực như thế thì mình làm sao? Có gặp không? Cắt chiếu ngồi riêng, còn thủy chung gì nhau nữa. Tuy nhiên, thưa, không phải là nghiêm trọng như vậy. Cái trường hợp mà chúng ta thấy là không thể giúp được gì cho bạn, bạn không giúp được gì cho ta, mà toàn là chuốc lấy phiền não khổ đau, và mỗi một ngày đến với nhau là mỗi một ngày họ rót nọc độc vào người mình, thế thì mình có quyền khước từ dần cái sự giao tình ấy. Và dĩ nhiên khước từ, nhưng mà hứa với lòng rằng không hề quỷ nhục mạ lị phỉ báng nhau, không chơi nhau thân tình, giữ một mức độ ngăn cách, nhưng mà tuyệt đối không hề quỷ nhục nhau, không hề dìm chết nhau, không hề phản bội nhau. Đó là những điều mà chúng ta ghi nhớ và thử cố gắng nhìn lại mình, để tập cho mình, trao dồi cho tự thân mình, nuôi dưỡng mình có những đức tính cần thiết đó, để mình làm một người bạn với người khác, và cũng để chọn một người khác để thân thiện với mình. Đây là điều rất là quan trọng. Đó là mình nói những người bạn ở trong thế gian, giờ mình nói những người bạn ở trong đạo. Thưa đại chúng, là trong cái đời sống này hầu như không ai không chọn cho mình một tôn giáo cả. Và cái duyên may của mình là mình chọn đạo Phật để làm cái điểm tựa cho cuộc sống mình. Từ thân đạo Phật có một cái điều tuyệt vời mà các tôn giáo khác không có, đó là Đức Thế Tôn không hề coi Ngài là một vị thần linh đứng ở trên cao ban phước giáng hòa. Ngài coi Ngài là một vị thầy dẫn đường,
tự coi mình là một người đã đi trước đến nơi đến chốn, và bây giờ có trách nhiệm hướng dẫn mọi người chưa biết đường đi theo Ngài thôi. Cho nên cái tuyệt vời của chúng ta là ta có một bậc thầy, và cũng là một người bạn, cũng là một người anh lớn nữa. Tức là Đức Thế Tôn là người đi trước, chúng ta là người đi sau. Ngài là người dẫn đường, ta là người đi theo chân Ngài. Coi Ngài là cha, là vị cha lành, vì Ngài để lại pháp môn sinh ra chúng ta trong dòng pháp. Ta có thể coi Ngài là người anh lớn, là người đã giác ngộ trước, ta là người giác ngộ sau. Cái tuyệt vời trong đạo Phật là như thế. Cho nên trong cái nghĩa thầy và bạn, đầu tiên là cái tôn giáo ta, nó trao cho chúng ta một cái đẹp vô cùng mà chưa hề có một tôn giáo nào có cả. Ví dụ như những điều Đức Thế Tôn dạy, nó được đặt căn bản trên con người, giải quyết những khổ đau con người. Và những điều Ngài nói tùy cái tâm thức, cái tình cảm của con người mà Ngài chế tác ra. Ngài không hề nói là những điều này của cái vị thánh thần nào trên cao truyền qua miệng ta, ta nói lại, không tin ta thì bị đỏ đài gì cả. Không hề có. Ngài chỉ nói một điều đơn giản là những điều này có khả năng giúp anh vượt thoát sầu bi khổ ưu não, để cuộc sống anh hiện tại hạnh phúc, và tương lai anh có thể nâng cuộc sống anh lên cao, vượt thoát khỏi thân phận con người. Và cái vận mạng của anh chìm, anh nổi, anh xuống, anh lên, hạnh phúc hay khổ đau do bàn tay anh quyết định, chứ không có một vị thần linh nào cả. Và cái điều này nó khác biệt vô cùng đối với các tôn giáo khác là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhớ là trong cái nghĩa của những người bạn đạo thì thầy và bạn cao nhất đó là những cái vị đạo sư lớn, những cái bậc thầy đức hạnh, là những người trao cho ta cái con đường tâm linh để ta hướng tới, ta đi. Đó là bậc thầy và bạn đầu tiên ta có mặt trong cuộc đời tu hành. Người bạn thứ hai nó gần gũi hơn là gì ạ? Thưa đại chúng, tôi hồi chiều tôi có dở một trang truyện của Ngài Huyền Trang. Tôi đọc cho vui. Thì tôi đọc cái đoạn Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Các vị biết là từ Tây An đến Trung Quốc, đi lên phía Bắc, vượt qua nước Lâu Lan, dọc cái hành lang của Tân Cương, băng qua sa mạc Gobi. Và trên con đường băng qua sa mạc Gobi, và thời xưa thì như chúng ta biết là không có điện thoại di động, phi cơ không có. Con đường đó là con đường tơ lụa, những cái đoàn thương nhân họ đi buôn, họ chở nước trên những cái lưng con lạc đà. Và dọc đường mà nếu mà thiếu nước, hoặc là bị bão cát, hoặc là đi lạc trong sa mạc mênh mông thì chỉ chết mà thôi, không có con đường sống. Trên cái sa mạc mênh mông kia không hề có một cơn mưa, 10 năm chưa có một cơn mưa. Và cái nhu yếu của cái thời đường đó là vì kinh sách nó chưa được tiêu chuẩn hóa theo cái phương pháp dịch thuật, những cái định bản nghiêm túc chưa có. Cho nên các bậc thầy mong muốn là được thỉnh những cái đại tạng kinh từ Thiên Trúc về để nhuận sắc lại tất cả những cái văn bản dịch thuật. Và Ngài Huyền Trang phát nguyện là con sẽ qua bên Tây Trúc thỉnh kinh. Và chúng ta biết là không phải đi tắt được, mà đi vòng lên Thiên Lĩnh, vòng qua sa mạc Gobi, lên cái vùng Afghanistan bây giờ, Pakistan, mà mới đi vòng xuống Ấn Độ, xa là thế. Và trên cái hành trình tới sa mạc thì một hơn nước hết nè, thức ăn không còn nè, đâu dài cỏ rách tan nát nè, chân thì nó nổi phồng lên từng một cát, nó vô rất là đau.
và thức ăn không còn, cho nên nắng sa mạc với cái nóng khiếp người. Cho nên ông quỵ xuống giữa sa mạc cát, và trong cái lúc sửa soạn chìm vào cơn hôn mê thì ông chợt nghe văng vẳng bên tai nói một tiếng nói rất là êm ái của một giọng nữ, đó là: ngươi không thể chết, ngươi chỉ yên tâm. Tức thì trời sa mạc bất thần có một đám mây, và bất thần cơn mưa đổ xuống người ông và làm cho ông tỉnh lại, và ông bắt đầu đi được luôn qua khỏi cái vùng sa mạc chết người như vậy. Và tới chừng đến một bờ sông thì ông mới đi ngược bờ sông, thì ông thấy ở trên bờ sông trong một cái túp lều người ta có thờ một cái tượng nhỏ hình ảnh của Quan Thế Âm, hình ảnh Quan Thế Âm. Và ngài phục xuống, ngài đảnh lễ, nước mắt đầm đìa. Ngài nghĩ rằng cái mạng sống này còn lại đây là do gì cái năng lượng màu nhiệm của Tam Bảo gia trì để tồn tại, để mang kinh về. Và mình thử hình dung coi là các vị có thể chừng 3 ngày không có một miếng nước nào có chịu nổi không? Các vị có thể chịu được cái cơn nóng kinh người cả chừng 40 độ nổi không? Thưa, chắc là không nổi rồi. Nhưng mà người xưa đã băng qua sa mạc nghìn trùng thách thức với cái chết như thế để đem những trang kinh về cho chúng ta học. Cho nên mình nhớ là các bậc đạo sư quá khứ đã đổ xương trắng máu đào trải dài trên con đường tơ lụa để có một trang kinh. Rồi các bậc thầy hiện tại, thưa đại chúng, là từ ở nghìn trùng mấy nước xa xôi đem đạo Phật về đây gieo trồng trên cái vùng đất này, thưa không phải một sớm một chiều mà có. Rõ ràng là một chữ kinh, một lời pháp, nó qua bao nhiêu mây nước nghìn trùng và ngàn vạn nhân duyên để có, đó là điều rất rõ ràng. Và tôi chia sẻ điều này để nhắc lại chúng ta một điều là thầy và bạn trong đời sống tu hành rất là quý, khó tìm vô cùng. Đó là mình nói các bậc thầy quá khứ, các bậc thầy hiện tại, các bậc đạo sư lớn, nó là như vậy. Rồi trong cái hiện tại mình nhìn thấy, ví dụ như có được lớp học gần đây nhất, như có được cái lớp học ở Xá Lợi, dễ hay khó? Có dễ đâu, phải không à? Ví dụ như có mình tôi đứng đây, tôi dạy ai? Tôi chưa nói gì nhiều. Ví dụ như tôi lên đây thì không có ai hết, có một, hai người, và có mình tôi với thầy Pháp tôi. Thế thì tôi dạy ai? Tôi biểu thầy Pháp tôi ngồi đó cho tôi dạy à? Rõ ràng là để có được một cái lớp học chia sẻ đôi điều, nó không phải sâu xa gì lắm, nhưng mà cả một nghìn trùng nhân duyên mới có mặt. Cho nên chúng ta nhắc lại với nhau rằng Phật Pháp khó gặp vô cùng, và cái duyên kết thành bạn đạo cực kỳ khó khăn. Cho nên cái điều đầu tiên tôi xin nhắc nơi đây là ta hãy trân quý cái tình bằng hữu ở đời thế nào thì ta trân quý cái tình bằng hữu trong đạo như thế ấy. Có một điều hơn thế nữa là thế này: cái nhu cầu cuộc sống ở trong đời cần những người bạn chân thật nè, cần những người bạn kính trọng nhau nè, cần những người bạn biết hy sinh nè, biết thương yêu nè, biết trải lòng mà biết chung thủy, thì đối với đạo cần gấp hai lần như thế. Ở ngoài cần chân thật 5, trong đạo ta cần tới 10. Tại sao? Đây là con đường tâm linh, đây là cái con đường cao hơn đường nhân thế một bậc, có phải vậy không? Những người tốt ở đời đã đủ những yếu tố như thế để làm một người bạn cho nhau, thì trong đạo, thưa đại chúng, là ta phải gấp hai lần như thế. Ví dụ như trong nhân gian phiền muộn này, đời sống phố phường tranh đua lợi danh, và họ dìm chết nhau một cách vô tội vạ. Nhưng mà trong cái
đời sống trong cái môi trường hỗn mang như thế thì ta tạo được một cái thiên đường bé nhỏ, đó là một cái tự viện. Bước vào mọi người biết thương yêu quý trọng, bước vào chùa thì cái vị thầy chủ trì mở tấm lòng ra để đón các vị. Rõ ràng là ta tạo được một cái thiên đường bé nhỏ giữa trần gian đầy nóng bức phiền muộn này. Thế thì cái điều đầu tiên, cái yêu cầu phải làm đó là khi mình bước chân vào chùa, mình phải tô điểm, mình phải làm cho cái thiên đường này nó là thiên đường thực sự. Thiên đường nếu chỉ có cảnh trí không, không có con người, không phải là thiên đường. Già Lam tự viện nếu chỉ có ngôi chùa thờ Phật thì không phải là Già Lam tự viện. Nó phải có con người, nó có cái năng lượng yêu thương sống thật sự trong đó, cái năng lượng tự giác thực sự trong đó mới phải là Già Lam tự viện. Mà Già Lam tự viện nó không phải hình thành bằng một người. Và tôi lặp lại thế này, thưa các vị, Già Lam tự viện nó có mặt hay là chùa chiền có mặt, không phải bằng cái chùa không, không phải bằng vài ông thầy không, mà nó có mặt, nó đóng góp được cho cuộc đời, nó chuyển hóa được con người, nó giúp được cho xã hội hay không, là có một cái cộng đồng bốn chúng, tức là quý thầy, quý cô và cư sĩ nam, cư sĩ nữ tập trung lại thành một cái Già Lam tự viện. Thế thì các vị đều là những người đang đi trên con đường đóng góp cái lành, cái đẹp, cái chân thật cho xã hội. Thế thì cái yêu cầu thầy và bạn của nhau trong Già Lam nó cao hơn ở thế gian một bậc rất là nhiều. Và chia sẻ điều này để các vị thấy cái phẩm chất của một người bạn đạo nó cần thiết vô cùng. Và chúng ta nói đến cái phẩm chất của những người bạn đạo, cái đầu tiên của phẩm chất của người tu là cái này, tức là có tấm lòng. Cái chữ tấm lòng này nó rất là quen, nhưng mà định nghĩa chính xác tấm lòng là gì? Trịnh Công Sơn có câu hát đó. Nó không là gì cả. Có thể có tấm lòng để gió cuốn bay đi, nhưng mà làm người phải có tấm lòng, phải không ạ? Tôi không biết các vị có nhớ câu hát đó không. Tôi đọc cho tôi không có hay hát, nhưng mà tôi nhớ như thế. Đây là cái câu nói rất là hay, tức là làm người phải có tấm lòng. Dù nó không là gì cả, nó không làm ra tiền, không làm ra gạo, nhưng nó có thể làm ra mọi thứ. Tấm lòng làm nên mọi thứ. Và cái cản nhất đầu tiên của tấm lòng là cái sự quan tâm đến người bên cạnh. Thông thường ta dễ dửng dưng với người bên cạnh, đó là mình nói chuyện người xa. Rồi ta dễ dửng dưng với người gần ta. Một câu hỏi, một lời chào hay là một sự chăm sóc cần thiết trong lúc ốm đau bệnh hoạn, nhức đầu sổ mũi vân vân, ta cũng hà tiện. Ta viện lý do là quen nhau quá, cần gì phải nói những lời như thế. Bố mẹ con đem từ Việt Nam qua đây con nuôi rồi, cứ gì mà con phải sáng hỏi một tiếng, chiều hỏi một tiếng, mất công chi dữ vậy, làm tối mặt. Thì giờ đâu mà để dành mà hỏi những chuyện vẩn vơ. Mỗi tháng đem về giao cho mấy trăm đồng bạc đủ rồi. Chủ nhật cần thì tôi chở đi chợ đủ rồi. Còn ngày thường thì trăm công nghìn việc. Thưa đại chúng, có khi chừng ấy không có đủ. Rõ ràng như thế. Và mình đợi đến cái lúc mà người thân của mình ra đi, và trước lúc ra đi nắm tay con lại, nói con à, bao nhiêu năm nay sống trên đất Mỹ, mẹ muốn có một buổi chiều mẹ ngồi chơi với con vô cùng mà không có, tới bây giờ mẹ đi rồi, thôi con ở lại mạnh giỏi. Ví dụ như bà mẹ mới nói câu vậy, các vị nghĩ tức ruột không à? Mình cứ nghĩ là lâu nay mình mang bà từ ở Việt Nam qua đây, mình nuôi ăn nuôi uống đủ đầy, ăn sang mặc đẹp, và trong cái không gian, trong cái thế giới thiên đường này mình nghĩ đủ rồi. Thế mà bây giờ mới thấy là 10 năm đi qua hay 15 năm đi qua vẫn không có đủ. Không đủ là không đủ cái gì? Vật chất có đủ nhưng mà tấm lòng mình không có đủ. Không có tặng cho bà một chút xíu nào cả. Bà chỉ ước ao một cái nhẹ nhàng nhất là có một buổi chiều nào đó ngồi chơi với bà để nói chuyện năm trên năm dưới thế thôi, là đủ vui rồi, mà mình không có dành được chút thì giờ. Tới chuyện ấy rồi mình mới thấy tấm lòng quan trọng vô cùng. Mà có khi ta để nó một bên không chịu xài. Cho nên cái điều cản nhất đầu tiên là nếu ta có tấm lòng, thì thưa các vị, trong cái cách hành xử của mọi người,
mình hãy đừng để cho tâm thức mình nó rơi vào cái tình trạng lạnh lùng. Và có những trường hợp, cái con người kia mình ghét lạ nha. Người đó là người bạn, bạn đời của mình, mà họ làm tổn thương mình vô cùng. Họ làm bao nhiêu cái đọa đài khổ sở cho mình giận vô cùng. Mình nghĩ là mình trừng trị cho tới nơi, mình mặc tận họ luôn. Tức là không hề chơi, cô lập họ. Nhưng mà bất thần một đêm tình cờ nào đó cái họ lên cơn bạo bệnh, họ ra đi. Các quý vị có ân hận không ạ? À? Ân hận vô vàng, phải không ạ? À? Giá mà tôi biết là người đó mà chết như vậy thì tôi đâu có nỡ hành hạ chi cho tội. Mà thưa tới chuyện đó thì muộn quá rồi. Cho nên cái điều nhắc nhau đây, thưa đại chúng, là cái tấm lòng là cái gì nó có sẵn trong đây. Thế mà chúng ta bị vô minh che chắn, bị sầu tuổi, bị hờn giận, bị ghét vơ, bị ganh tị vân vân, nó đóng mất, nó làm chai cứng trái tim ta. Cho nên tấm lòng ta không có điều kiện mở ra. Cho nên cái tấm lòng này các vị tự có, các vị không chịu xài, và đợi đến lúc cái sự việc nó đến để vô vàng hối hận thì chuyện quá muộn. Cho nên cái điều đầu tiên ta nhớ là để làm được một người bạn trong đạo, chưa nói điều gì xa, ta hãy mở cửa trái tim, làm cho tấm lòng mình luôn có mặt. Đây là điều rất là cần cho cuộc sống và cho đời sống tu hành của chúng ta. Chuyện này cũng dễ làm không? Khó gì đâu. Có phải các vị đi lượm cái tấm lòng hay là đi ra shopping mua về thì khó? Không có tiền mua, còn này tự có mà sao khó được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái phẩm chất tu học của mình. Thưa, cái điều thứ hai rất là cần, đó là cái phẩm chất tu học của chúng ta. Cái quy luật của cuộc sống là thế này, không hề có cái gì dừng lại cả. Cái gì mà nó dừng lại, nó không phát triển là cái nó chết. Con người ta, cái sự phát triển nó mỗi một ngày nó đều đi tới. Và cái phẩm chất tu học của mình, mà mỗi một ngày mình thấy xong mình không có cái gì tiến bộ cả, cái lòng mình nó vẫn như thế, cái phiền não nó vẫn còn, cái nhỏ nhoi ganh tị nó vẫn còn, cái thói khôn vặt vãnh thế gian mình nó vẫn còn nhiều quá đi. Thế thì thưa các vị, là các vị đang thụt lùi chứ không phải là đang dừng lại. Trên con đường tu mà mình tu không tiến có nghĩa là mình thụt lùi chứ không có chuyện dừng lại nha. Và nhớ điều này cho kỹ như thế, nghĩa là mỗi một ngày nhìn lại tâm thức mình, mà nếu phiền muộn còn, khổ đau còn, tâm thức mình còn nhỏ nhoi, vặt vãnh, những cái khôn lanh rất là tiểu xảo thế gian mình vẫn còn, thế là mình chưa có tiến bộ. Càng ngày mình phải nhìn được mình, lòng mình càng rộng hơn, sự thương yêu càng lớn hơn, cái sự độ lượng càng có mặt, cái lòng khiêm tốn càng có mặt. Thế thì các vị đang tiến, chứ không có chuyện dừng lại. Một là anh tiến, hai là anh thụt lùi và đi vào chỗ chết, chứ không có cái chuyện dừng lại y như cũ. Con đường tu nó như thế, nó giống như mọi sự phát triển của thực vật bên ngoài thế thôi. Đó là cái điều ta hãy tự nhìn để nhận diện được cái phẩm chất tu học của mình. Và hai điều đánh giá phẩm chất tu học: một là cái năng lực trí tuệ phát triển, hai là cái lòng thương yêu nó có mặt. Thế nào thì định nghĩa là cái năng lực trí tuệ nó phát triển? Trí tuệ phát triển, thưa đại chúng, không có nghĩa là các vị tu 5-3 tháng là các vị thuyết pháp như mây như mưa, không phải như thế. Cái sự phát triển trí tuệ đó là các vị nếm hương vị của pháp rồi, thì các vị đối với cái chuyện chạy vại theo lợi danh, đua đòi cái chuyện nọ chuyện kia với bạn bè, tâm thức các vị dừng lại, gọi là người có trí tuệ. Hồi xưa cái tâm thức của mình nó đặc biệt là ganh tị với người xung quanh, bây giờ thì mình không còn cái sự ganh tị nào nữa,
thấy người ta thành đạt mình rất là mừng, thấy con người ta thành công mình rất là mừng, thấy người ta giàu mình rất là vui, thấy người ta đẹp mình rất là vui, thì đó là sự thành công, đó là người có trí tuệ. Chứ không phải là có trí tuệ là các vị không cần học rồi các vị được tấn phong, được người ta cấp cho cái bằng tiến sĩ danh dự gì cả, không phải. Trí tuệ có nghĩa là càng ngày cái tâm thức mà nó càng mở rộng và cái lòng thương yêu độ lượng bao dung mình càng ngày càng lớn, cái sự ganh tị và tất cả cái tâm thức tiêu cực của mình càng ngày càng tiêu mòn, gọi đó là người có trí tuệ. Nhận diện cuộc đời vô thường, nhận diện mọi việc đều đã qua, cái lòng tham hồi xưa nó tới 100%, bây giờ còn có 99.9% thôi, bớt được chút xíu, gọi là có trí tuệ, có phẩm chất tu. Tuy nhiên nói như thế nhưng mà nếu có một chút xíu thì ít quá, phải không? Tốt hiểu thì hồi xưa mình tham 100, bây giờ mình tham còn 50 thôi, thì gọi là người có trí tuệ. Và cái điều thứ ba nữa, thưa đại chúng, là trong cái phát triển của sự tu học này, có một điều chúng ta cần phải làm, đó là mỗi một ngày các vị hãy có một cái thì giờ để kiểm soát tâm. Kiểm soát tâm là sao ạ? Mình có hai cách kiểm soát tâm. Cách thứ nhất là các vị có thể ngồi yên trong một cái phòng vắng, một mình đối diện với chính mình, nhìn lại tâm thức mình trong lúc này nó đang vận hành ra sao. Đó là cái kiểm soát tâm trong hiện tại. Cách thứ hai là các vị có thể ngồi yên trong một góc phòng vắng và hồi ức lại coi một ngày nay, từ lúc mình mở mắt bước xuống giường cho tới giờ này, mình đã làm cái gì? Mình đã khởi buồn phiền, đã nói nặng nề, đã làm tổn thương con, làm xúc phạm chồng, làm xúc phạm vợ, có những lời hạ nhục, trách cứ người, hay có những điều không thành thật với những người thân của mình, vân vân. Đó là kiểm soát quá khứ. Chúng ta có nâng được cuộc sống mình lên cao và cái phẩm chất tu học mình có giỏi hay không là do cái khả năng kiểm soát này. Mình kiểm soát mình càng giỏi bao nhiêu, càng chặt và kỹ bao nhiêu, thì tức khắc là cuộc đời mình càng vươn cao bấy nhiêu. Đó là những điều rất là căn bản để tạo thành cái phẩm chất của người bạn đạo. Đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa có hai thầy, họ sống nhau rất là đẹp, họ thương nhau vô cùng, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Một hôm ngài Mục Kiền Liên, ngài ở xã thiền, ngài đi thiền hành quanh tịnh xá Kỳ Viên, với đôi mắt thần thông ngài nhìn rất là xa, ngài thấy ngài Xá Lợi Phất đang ngồi tọa thiền ở trên cái triền núi, và ngài thấy có một cái con quỷ rất là hung dữ, nó to lớn phi thường, nó giở một cái chùy sắt, mà trên cái đầu chùy đó là những cái gai nhọn, các vị nhớ trong cái hình phim tạo đó, cái chùy nó giống như cái chài mà nó tròn, giống phải như cái chài giã gạo của ta, mà trên nó như gai vậy nè. Nó dở lên cao, lên gần tới tầng trời, nó đánh xuống đầu của ngài Xá Lợi Phất một cái. Cái Mục Kiền Liên ngài hốt hoảng là chết rồi, chết sư huynh tôi rồi. Lật đật đằng vân tới nơi. Nghĩa là hiện thân là tới bên cạnh ngài Xá Lợi Phất, thì thấy ngài Xá Lợi Phất đang còn tỏ thiền. Cái ngài Mục Kiền Liên ngài mới lắc cái linh vậy, cho ngài Xá Lợi Phất xuất thiền. Ra khỏi cơn thiền định, hỏi sư huynh à, sư huynh có nghe cái đầu của sư huynh có sự cố gì không? Xá Lợi Phất nói, ồ,
tôi nghe đầu tôi nó đau. Thông thường tôi tỏ thiền ra thì không có đau, mà tại sao lần này đầu tôi rất là đau? Cái một tiền đêm đó, ồ sư huynh à, hồi sư huynh đang tỏ thiền tôi thấy có một con quỷ mặt mày đâm ác và nó dở cái chì sắt lên, nó đánh vào đầu sư huynh một cái. Tôi nghĩ rằng cái chì kia mà nó đánh xuống núi Linh Thú này, núi Linh Thú cũng nát vụn. Thế mà cái đầu sư huynh chỉ hơi đau đau thôi, thật là tuyệt vời. Cái định lực của sư huynh rất là tuyệt vời. Và khi nghe ngài Mục Quyền Liên nói thế, cái ngài Xá Lợi Phất ngài chắp tay, ngài xá dài cung kính là nói: ồ, thầy là người tuyệt vời. Tôi nào có biết gì đâu, thầy thấy được con quỷ đánh tôi, thầy là người tuyệt vời. Thưa đại chúng, đó là một cái tình bạn rất là đẹp của hai vị tôn giả đệ tử Đức Thế Tôn. Và trong cái điều này các vị thấy cái đẹp ở chỗ nào? Thưa, họ không hề thấy họ hay, phải không ạ? Họ thấy người bạn mình hay thôi. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại trong cái đời sống của mình, giữa đời thường hay là trong đạo cũng thế. Ta đừng thấy cái hay của mình, hãy thấy cái hay của người bạn. Và các vị làm được điều này, tức là các vị khiêu gợi được những đức tính tốt của những người mà mình chơi với họ. Có thể người kia không có hoàn thiện, và trong cuộc đời này chưa hề có một người nào hoàn thiện cả. Ai cũng có những cái tích cực bên trong rồi cái tiêu cực bên trong. Nhưng mà ta có thể thân tình với người kia, trân quý người kia và chơi với người kia rất đẹp đẽ là do vì ta nhìn được cái đẹp của người kia mà không nhìn cái xấu của họ. Thế thì trên đời này không có ai là người xấu cả. Tâm thức ta mà ta chỉ nhìn thấy cái xấu của thiên hạ mà không hề thấy cái tốt của họ, thế thì thưa các vị không có cái gì bất hạnh bằng. Tại sao? Tại vì mình nhìn ai mình cũng thấy ghét cả, không có một người nào để mình thương, không có một người nào để mình quý trọng cả. Còn nếu các vị có một đôi mắt chỉ nhìn thấy được cái tốt của người ta, thế thì cuộc đời các vị là một niềm vui. Mỗi một ngày sống là một ngày của mở hội. Tại vì mình ra đường mình gặp ai mình cũng thấy người kia là thầy ta, là bạn ta, là người tốt cả. Cái người khó thương, cái người có nhiều cái tánh khó chịu là mình chứ không phải người kia. Và nếu mình nhìn được điều này, thưa đại chúng, là cuộc đời mình là hạnh phúc lớn rồi, chứ không phải là hạnh phúc tới bất cứ ai cả. Cho nên cái điều cuối cùng tôi nhắc, điều thứ nhất là ta hãy quy chiếu lại và nên nhớ, ta hứa với lòng rằng ta sẽ là bạn tốt cho tất cả mọi người, dù mọi người tốt hay không tốt, chuyện đó không quan trọng. Ta hứa ta phải là bạn tốt của người khác, hãy hứa như thế. Đó là cái điều thứ nhất. Và mình làm được điều này thì sao? Thưa, ta làm được điều này thì cái quà tặng đầu tiên nó không phải tặng cho ai cả. Quà tặng đầu tiên là nó tặng cho chính bản thân ta. Lòng ta luôn mát, lòng ta luôn dịu, lòng ta luôn là suối ngọt thương yêu, mình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cái kế tiếp, cái quà tặng lớn lao nhất ta có thể tặng được là tặng cho người thân ta, cho con ta, cho cháu ta, cho tất cả những người đến với ta, xa hoặc gần, họ đều hưởng được cái năng lượng yêu thương thanh bình của ta tặng cho họ cả. Và nếu các vị không làm được điều này, các vị cứ mời cái năng lượng thù ghét có mặt trong trái tim các vị, thế thì cái điều rất là tội nghiệp là mình tự hành hạ mình trước, rồi mình làm cho những người thân với mình nhận cái hậu quả khó chịu, đắng cay, cay cú của mình vung vãi ra, rất là tội nghiệp cho những người thân của mình. Đó là điều thứ hai. Và xin các vị nhớ cho cuộc đời này, tôi xin lặp lại một lần nữa là không hề có bất cứ một người nào mà tốt trọn vẹn cả. Ai cũng có những cái xấu ẩn bên trong. Thánh nhân hơn ta ở chỗ là họ nhận được cái xấu, họ sửa, chứ họ không phải là hoàn toàn tốt. Ta hãy nghĩ như thế. Và người nào biết được lỗi của mình mà sửa, ấy là bậc thánh. Và từ cái căn bản này định nghĩa thì thưa các vị, không có một người nào trong cuộc đời là người xấu cả. Nếu họ biết nhận cái khuyết điểm của họ, nhận cái
khó thương của họ thì họ có cơ hội chuyển hóa, và hứa với lòng rằng mình không thể làm được cái viên thuốc trường sinh bất tử cho bất cứ ai, thì mình cũng làm được một viên thuốc bổ cho tất cả những người có dịp quen với mình, đến với mình. Nhất định là không bao giờ làm viên thuốc độc cho bất cứ ai cả. Dễ làm không ạ? Các vị hãy hứa với lòng là tôi không bao giờ chia sẻ những điều phiền muộn, bất an, khó chịu, tiêu cực, ô uế cho bất cứ một người bằng hữu nào cả. Tất cả những điều nó khó chịu, bất an, tiêu cực, ô uế của tâm thức tôi, tôi xin thả nó xuống mặt đất, lòng đất mẹ ôm lấy giùm tôi. Tôi không hề truyền nó cho bất cứ một người nào cả. Đó là cái cách ta làm thanh lọc đời sống của ta. Ta giúp cho đời sống mình thăng hoa, và cái điều này nó tạo phước lành lớn vô cùng. Các vị nói một lời khen thưởng người, các vị tạo cho người kia có một nụ cười, có một niềm vui, thưa là phước lành lớn vô vàn. Không cứ gì có tiền ta mới làm phước được. Ta có cái miệng ta có thể làm phước được bằng nụ cười, bằng lời nói nhẹ nhàng dịu ngọt. Ta có cái nhìn, ta có thể tặng cho người một cái nhìn của sự cảm thông, thế thì đã có phước lớn rồi. Và điều này, thưa các vị, mỗi người là sở hữu chủ một cái gia tài rất là lớn. Gia tài đó ở trong mắt, trong miệng, trong hành động, trong trái tim, trong suy nghĩ của mình. Mình có quyền ban tặng và không bao giờ vơi. Thế mà tại sao ta không chịu làm cái điều này? Ban phá cái gia tài rất giàu có quý báu tặng cho bao người. Ta nở lòng nào đem cái kho độc dược của mình tặng cho thiên hạ. Tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người. Và thưa đại chúng, là tôi nghĩ dừng ở đây. Tôi chừa cho các vị 5-10 phút để cho các vị còn làm một cái buổi tiệc tất niên. Xin đại chúng học thuộc lòng và chiêm nghiệm cái bài kệ này. Nó rất là hay. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó mọi người. Bây giờ mình hồi hướng trước rồi hãy làm gì làm ha. Nguyện